Xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi chương trình ôn tập trình độ sơ cấp 3. Sau đây là một bài text, một bài tập đọc. Các anh chị có thể tìm thấy cái bài này bằng cách ghi cái chữ text podcast français facile, rồi sau đó đi vào cái mục société, tức là phần xã hội. Và như thường lệ, ở tất cả các cái bài này chúng ta sẽ tìm thấy một cái loa ở cái vị trí này, chúng ta có thể ấn vào để nghe đi nghe lại. Les loisirs préférés des Français, dấu hỏi, các cái thú tiêu khiển ưa thích của người Pháp hả? Bien sûr, dĩ nhiên rồi. Ça dépend des générations, tùy theo các cái thế hệ. Ça dépend des générations, động từ dépendre đi với giấy từ de. Tùy thuộc vào ai, tùy thuộc vào cái gì? Ça dépend des générations. Une génération là một thế hệ, mais en général, nhưng mà nói chung, quand ils sont chez eux, khi người Pháp ở nhà mình, ils aiment bien écouter de la musique, thì họ ưa thích nghe nhạc. Regarder un film à la télévision ou en DVD, xem một cuốn phim ở trên truyền hình, hoặc là xem một cuốn phim ở cái dạng DVD, ở trong đĩa DVD. L'ordinateur prend une place de plus en plus importante. Les Français l'utilisent pour surfer sur Internet, mais aussi pour tenir le bloc. Chúng ta tạm dừng ở đây bởi vì cái câu này còn dài. Máy vi tính có một cái vai trò càng ngày càng quan trọng, và những người Pháp sử dụng nó, tức là sử dụng cái máy vi tính để mà lướt net, nhưng mà cũng là để duy trì cái trang blog của mình. L'ordinateur là chúng ta thấy là một cái máy móc, một cái máy móc thường thường nó kết thúc bằng chữ E-U-R. Ở đấy chúng ta có cái cách nói prendre une place. Une place là một cái chỗ, một cái vị trí. Chúng ta dịch là có vị trí, nhưng mà thực sự là nó chiếm một cái vị trí. Động từ prendre, dịch ra tiếng Anh là to take. Máy vi tính giữ một cái vị trí càng ngày càng quan trọng, và người Pháp sử dụng động từ utiliser, sử dụng cái máy vi tính để mà lướt net. Internet là mạng Internet. Còn động từ surfer, chúng ta coi động từ surfer xuất phát từ một cái danh từ tiếng Anh, the surf. Surf là lướt ván. Có các cái vận động viên thể thao, những người chơi thể thao, họ có một miếng ván và họ dựa trên các cái con sóng để mà họ lướt đi. Và chúng người Pháp đã dùng cái chữ này ghép với er thành ra một cái động từ. Người ta lướt sóng thì mình lướt net. Chúng ta có cái động từ to hack ở trong tiếng Anh. Người Pháp lấy cái động từ to hack thêm er vào để làm ra một cái động từ nhóm một. Người ta có cái động từ to like ở trong tiếng Anh, và người Pháp thêm chữ er vào để tạo ra một cái động từ mới nhóm một, like, tức là nhấn nút like. Như vậy ở đây có một cái quy tắc, tức là chúng ta có những cái từ ngữ mới, trong đó có các cái động từ mới. Các cái động từ mới thường thường xuất phát từ các cái danh từ nước ngoài và đa phần nó ở trong nhóm một. Surfer chứ không thể là surfier hay surfer, nó là surfer, hockey, like. Đây là những cái động từ mới phát sinh ở trong tiếng Pháp. Tôi xin nhắc lại cái quy tắc khi người ta lấy một cái danh từ nước ngoài để người ta thành lập một cái động từ mới ở trong tiếng Pháp, thì người ta tạo thành một cái động từ nhóm 1, surfer, hockey, like, surfer sur Internet. Tenir là duy trì, giữ cho nó đừng có mất dạng, giữ cho nó có giữ nguyên cái trạng thái để mà giữ một cái, duy trì một cái trang blog của mình. Faire des montages vidéo, s'occuper de leurs photos ou encore télécharger de la musique. Người ta sử dụng máy vi tính để mà lướt net, để mà duy trì cái trang blog của mình, để mà tạo ra những cái video, để mà phụ trách những cái tranh ảnh, hoặc là để mà tải nhạc xuống. Để chúng ta có một số các cái từ mới. Trước hết, chúng ta coi cái động từ monter. Monter nghĩa thứ nhất mà chúng ta quen dùng ở cái dạng VI, có nghĩa là đi lên. Và động từ monter với cái nghĩa là đi lên thì sẽ sử dụng auxilia être khi tạo thành một cái trang, khi tạo thành một cái thì kép. Monter còn có nghĩa là đem lên, và ở đây là trường hợp verb transitive. Nếu trường hợp
Verb và transitive tức là mang lên, đem lên thì chúng ta chia với auxilia avoir nếu chia ở thì kép. Đã đi lên là je suis monté, tôi đã mang lên là j'ai monté. Monté còn có một nghĩa khác nữa ở cái dạng verb transitive tức là ráp. Ráp các cái phần tử lại với nhau cho thành một cái món, cho thành một cái đồ đạc, ráp. Thường thường chúng ta ráp những cái đồ gỗ khi đi mua về, tủ, giường, rồi các cái kệ sách, thường thường người ta để thành những cái phần khác nhau và chúng ta về chúng ta monté nó lên là ráp. Và nếu mà ráp xong có một thời gian chúng ta không cần nữa, chúng ta démonté. Chẳng hạn như một cái rạp, chúng ta thấy ở trên các cái đường phố, các cái hẻm á, hay có những cái rạp để dùng cho các cái sự kiện của các gia đình, thì cái người mà chủ rạp á, mang tới sẽ monté nó lên, dựng thành một cái rạp. Sau cái sự kiện thì người ta démonté, rỡ nó ra. Ở đây là monté tức là ráp nối, làm video, thường thường người ta ráp những cái khúc phim, người ta ghép những cái phần nhạc, ghép những phần hình ảnh vào, montage. Chúng ta để ý khi cái con mắt của chúng ta nhìn nó hơi quen với cái chữ monta như là núi, ở đây là montage, xuất phát từ động từ monté. Họ dùng máy vi tính để họ tạo ra những cái video, để họ phụ trách các cái trang hình ảnh, và họ còn hơn thế nữa để mà tải nhạc xuống, télécharger. Khi chúng ta thấy cái tiền tố télé có nghĩa là ở xa, charger là tải, là chất lên, chất từ xa, tức là tải xuống. Ils adorent jouer aux jeux vidéo. In đây là các người Pháp. Người Pháp họ mê, họ rất thích chơi các cái trò chơi video. En général, ils jouent sur leur ordinateur ou sur leur console. Mais il y a de plus en plus de gens qui jouent sur leur téléphone portable. Người Pháp rất là mê chơi các cái trò chơi video. Nói chung, họ chơi ở trên máy vi tính hoặc là trên các cái bàn phím. Console là một cái dụng cụ rời ra, ở trên đó người ta dùng cái console này để người ta điều khiển các cái show video, nó gọi là bàn phím cũng được, mà cái loại bàn phím đặc biệt có các cái nút để người ta điều khiển các cái trò chơi video. Nhưng mà còn người ta càng ngày càng có nhiều người chơi ở trên cái điện thoại di động. Il y a aussi ceux qui aiment bricoler, laver leur voiture ou s'occuper de leur jardin. Nhưng mà lại cũng có những người Pháp thích sửa chữa việc lặt vặt ở trong nhà, thích rửa xe hơi của mình, thích phụ trách cái công việc làm vườn. Chúng ta có cái động từ bricoler rất là thông dụng ở bên Pháp, và có những cửa hàng bán những cái đồ đạc để mà cho người ta bricoler. Vậy bricoler có nghĩa là gì? Có nghĩa là sửa chữa lặt vặt trong nhà. Faire des petites réparations de ses propres mains chez soi, bằng chính bàn tay mình, không có cần thuê thợ. Nay sơn cái này, mai sửa cái kia, họ cứ làm việc nhà, tự động làm việc nhà bằng chính bàn tay mình. Đó là bricoler, và người Pháp ở đây người ta nói là người Pháp rất là thích bricoler. Thích rửa xe và thích phụ trách cái mảnh vườn của mình. Il lit aussi beaucoup de romans, de magazines et des bandes dessinées. Họ cũng đọc rất nhiều các cái cuốn tiểu thuyết, các cái tạp chí và các cái tranh hoạt hình. Les bandes dessinées, dessinées là động từ nhóm 1, là chúng ta dùng bút, dùng phấn để chúng ta vẽ, vẽ những cái hình đơn giản, không có dùng màu. Không dùng màu thì chúng ta dùng bút, dùng phấn, là chúng ta gọi là dessiné. Những cái băng hình ảnh được vẽ, hình này nối tiếp với hình kia, nó tạo ra một cái câu chuyện. Tôi xin đọc lại toàn cái phần này. Les activités des Français dans les années 1995-2005, tức là trong 10 năm ở cuối thập niên, cuối thiên niên kỷ 20 đó, tức là cuối thế kỷ thứ 20 và sang đầu thế kỷ thứ 21. Les loisirs préférés des Français, bien sûr, ça dépend des générations, mais en général, quand ils sont chez eux, ils aiment bien écouter de la musique, regarder un film à la télévision ou en DVD. L'ordinateur prend une place de plus en plus importante. Les Français l'utilisent
pour surfer sur Internet, mais aussi pour tenir le blog, faire des montages vidéo, s'occuper de leurs photos ou encore télécharger de la musique. Ils adorent jouer aux jeux vidéo. En général, ils jouent sur leur ordinateur ou sur leur console, mais il y a de plus en plus de gens qui jouent sur leur téléphone portable. Il y a aussi ceux qui aiment bricoler, laver leur voiture ou s'occuper de leur jardin. Ils lisent aussi beaucoup de romans, des magazines et des bandes dessinées. Quand ils sortent, les Français vont beaucoup au cinéma. Donc, de sortir, có cái nghĩa đầu tiên là đi ra ngoài. Và chúng ta chia với auxilia être, đi ra ngoài, đi ra khỏi nhà, đi ra vườn. Nhưng mà ở đây có nghĩa là đi chơi tối. Khi đi chơi tối thì người Pháp rất là thích đi tới các cái rạp ciné. Les jeunes passent beaucoup de temps à boire des cafés au bar. Passe le temps à faire quelque chose. Chúng ta để ý, đây là cái khoảng thời gian. Tôi để một cái từ ngữ chung là le temps. Nhưng mà chúng ta có thể 15 phút, 1 giờ, nhiều ngày, nhiều năm, passer và để cái khoảng thời gian vào đây để làm cái chuyện gì? À faire quelque chose. Tôi lấy ví dụ, tôi đã bỏ ra cả buổi sáng để sắp xếp lại cái căn phòng của tôi. J'ai passé toute la matinée, nó nằm ở chỗ vị trí này, à ranger ma chambre. Anh ấy đã trải qua nhiều giờ để nghe các cái bài đàm thoại như thế này. Il a passé des heures, chúng ta để cái chữ des heures vào đây, à écouter ces dialogues. Các bạn sinh viên thì bỏ ra nhiều giờ để uống cà phê ở trong các quán bar. Còn các cái bạn sinh viên thì rất là thích đi chơi tối để uống bia ở ngoài, ở đây Anvin là có nghĩa là trung tâm thành phố, ou aller en discothèque, hoặc đi vào trong những discothèque. Discothèque là những cái cơ sở ở trong đó người ta bài trí để có những cái chỗ ngồi nghe, có những thiết bị để mà nghe, thường thường là nghe băng, nghe dĩa, nghe phim, discothèque, đôi khi có cả sách báo nữa. Les Français apprécient aussi les visites de musées, le théâtre et les concerts de rock, les concerts de jazz, les concerts de musique pop, etc. Người Pháp cũng rất ưa chuộng đi tham quan các viện bảo tàng, ưa chuộng kịch nghệ, théâtre là nơi diễn kịch, các buổi hòa nhạc rock, các buổi hòa nhạc jazz và các cái buổi hòa nhạc pop, vân vân. Quand ils sortent, les Français vont beaucoup au cinéma. Les jeunes passent beaucoup de gens à boire des cafés au bar. Et les étudiants aiment bien sortir boire une bière en ville ou aller en discothèque. Les Français apprécient aussi les visites de musées, le théâtre et les concerts de rock, les concerts de jazz, les concerts de musique pop, etc. Quand ils font du sport, les garçons font du football, du tennis, du rugby, du basket et des arts martiaux comme le judo ou le karaté. Khi họ chơi thể thao, thì đám thanh niên chơi bóng đá, chơi tennis, chơi rugby, chơi bóng rổ và các cái môn võ thuật, les arts martiaux, chẳng hạn như là môn nhu đạo và môn karaté, thái cực đạo. Và chúng ta để ý, tên của các cái môn thể thao thì hầu hết là xuất phát từ tiếng Anh. Mà xuất phát từ tiếng Anh thì chúng người ta để cho các cái từ ngữ này là masculine, le football, le tennis, le rugby, le basket. Đó là cái quy tắc chung. Và khi người ta chơi thể thao, người ta dùng động từ faire. Faire du sport, faire du football, faire du tennis, faire du rugby, faire du basket et faire des arts martiaux. Les arts martiaux là các cái môn võ thuật. Thường thường người ta để ở số nhiều. A là nghệ thuật về võ thuật. Les arts martiaux, giống như là le judo ou le karaté. Les filles préfèrent le tennis, la danse, la natation, l'équitation ou la gymnastique. Ở phần trên là về phía con trai. Còn về phía con gái thì các cô thích chơi tennis, chơi múa, nhảy và bơi. La natation là danh từ của động từ nager. La natation, l'équitation, môn cưỡi ngựa, ou la gymnastique, môn tập thể thao. Les plus âgés préfèrent le vélo, la marche, la natation
Ou bien sûr, une bonne partie de pétanque. Những người cao tuổi, những người lớn tuổi hơn thì thích đạp xe đạp, thích đi bộ, thích bơi và dĩ nhiên là thích chơi một ván pétanque. Pétanque là cái môn chơi đặc thù của người Pháp lớn tuổi. Họ có những cái viên viên bi bằng đồng to như hơn là cái trái banh tennis và họ chơi theo một cái luật riêng. Họ ra các cái công viên, các cái chỗ công cộng, họ chơi pétanque, họ ném viên bi này trúng viên bi kia. Đó là cái cách chơi pétanque. Une partie là một ván bài, một ván chơi, các cái ván chơi thể thao người ta gọi là une partie. Cái nghĩa đầu tiên là partie là một phần, ở đây là một ván, và dĩ nhiên rồi họ thích chơi một cái ván chơi bi. Quand ils font du sport, les garçons font du football, du tennis, du rugby, du basket et des arts martiaux comme le judo ou le karaté. Les filles préfèrent le tennis, la danse, la natation, l'équitation ou la gymnastique. Les plus âgés préfèrent le vélo, la marche, la natation ou bien sûr une bonne partie de pétanque. Les Français aiment aussi jouer de la musique. Ils jouent surtout du piano et de la guitare. Mais depuis quelques années, les percussions africaines sont très à la mode et on entend de plus en plus le son du djembé dans les parcs et les rues de France. Người Pháp cũng rất là thích chơi âm nhạc, jouer de la musique. Họ chơi môn chơi đàn dương cầm, piano và chơi đàn guitar. Nhưng từ một vài năm nay, các cái bộ gõ của người châu Phi thì rất là thịnh hành, rất là hợp thời trang. Và người ta nghe thấy cái tiếng của cái loại trống của người người châu Phi đó, ở trên các cái công viên và trên các cái nẻo đường của nước Pháp. Percussion là một cái bộ gõ, người ta gõ các cái dụng cụ theo nhiều cái âm thanh khác nhau. Être à la mode, hợp với thời trang. Chúng ta để ý, music là nhạc, sport là thể thao, chơi nhạc thì jouer de la musique, chơi thể thao thì dùng động từ faire, faire du sport, jouer de la musique. Còn thể thao, faire du sport. Les Français aiment aussi jouer de la musique. Ils jouent surtout du piano et de la guitare. Mais depuis quelques années, les percussions africaines sont très à la mode et on entend de plus en plus le son du djembé dans les parcs et les rues de France. Dưới của cái bài text kia, các anh chị sẽ có một cái bài đàm thoại cũng rất là hay và cũng có phần nghe, phần lịch audio. Đây là cái cuộc phỏng vấn của một chị tên là Annette đối với một người đàn ông tên là Claude về các cái thú giải trí ở trong cuộc sống của ông ta. Bonjour monsieur, c'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Xin chào ông, đây là một cái buổi điều tra, enquête, điều tra tìm các cái thông tin đó, về các cái thói quen, les habitudes et les loisirs và các cái thú tiêu khiển. Vous pouvez répondre à quelques questions, động từ répondre đi với giới từ à, trả lời ai, trả lời cái gì hay là trả lời ai cũng phải có giới từ à. Vous pouvez répondre à quelques questions, ông có thể trả lời vài câu hỏi được không? Oui, bien sûr, được chứ. Est-ce que vous faites du sport, ông có chơi thể thao không? Chúng ta vừa nói ở bên trên, chơi thể thao dùng động từ faire. Oui, je fais du tennis. Có, tôi chơi môn tennis. Vous en faites souvent. Ông chơi thường xuyên không? Ở đây người ta dùng pronom personnel on là để thay thế cho một từ. Một từ có chữ de đi trước, du tennis, thì người ta thay bằng on. Tôi xin nhắc lại, pronom personnel on dùng để thay thế cho một danh từ, mà danh từ có dưới từ de đi trước. Bạn có chơi tennis không? Có, tôi chơi tennis thường xuyên. Như vậy người ta không muốn lặp lại cái chữ này thì người ta thay bằng một cái đại từ và cái chữ này lại có cái dưới từ de đi trước, một danh từ ghép với de thì thay bằng on. On là thay cho một danh từ ghép với de. Có, tôi chơi thường xuyên. J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Tôi rất thường xuyên chơi cái môn này này. J'en fais là chơi cái môn tennis vào ngày chủ nhật khi trời đẹp. Ở đây chúng ta lưu ý, le dimanche là số ít. Le dimanche là một cái mạo từ số ít, nhưng mà ý nghĩa nó là số nhiều. Khi chúng ta dùng chữ le này, có ý nghĩa là tất cả các ngày chủ nhật, tous les dimanches. Le là số ít,
nhưng mà nghĩa nó là số nhiều. Tôi chơi tennis tất cả các ngày chủ nhật khi trời đẹp. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Ông có chơi một cái nhạc cụ nào không? Instrument là một cái công cụ về âm nhạc, chúng ta dịch là nhạc cụ. Động từ jouer đi với nhạc cụ, chúng ta phải dùng giới từ de. Jouer de la guitare, jouer du piano, chơi tất cả các môn nhạc cụ, chúng ta dùng giới từ de. Claude trả lời, oui, je fais du piano. Ở đây ông ta chọn cái động từ faire. Nếu ông ta chọn cái động từ jouer thì cũng phải dùng giới từ de. Oui, je joue du piano, je fais du piano, hoặc là je joue du piano, cũng là một thứ. Vous en faites souvent. Ở đây chúng ta thấy cái động từ faire này. Ở đây người ta cũng dùng động từ faire này. Và để thay cho cái từ ngữ không muốn lặp lại là một cái danh từ. Danh từ này người ta không muốn lặp lại một lần thứ hai. Nhưng mà danh từ này lại có đi kèm với giới từ de. Do đó phải thay bằng on, giống như trường hợp này. On thay cho một danh từ là tennis, có de đi trước. On này thay cho một danh từ là piano, có de đi trước. Ông chơi thường xuyên chứ? Oui, je joue tous les jours. Tôi chơi mỗi ngày, tôi đi du tất cả mỗi ngày. Annette hỏi tiếp, vous jouez du piano combien de temps par jour? Động từ jouer đi với de. Đi với nhạc cụ thì jouer đi với de, như chúng ta vừa mới nghe ở bên trên. Ông chơi piano, ông chơi đàn dương cầm bao nhiêu thời gian mỗi ngày, tức là ông chơi bao nhiêu lâu mỗi ngày? J'en joue 20 minutes par jour. Ở đây người ta lại có dùng cái pronom relatif, pronom personnel on để thay cho một cái danh từ, đó là danh từ này. Và danh từ này lại đi kèm với giới từ de, người ta thay bằng on. Tức là tôi chơi piano, je joue du piano. Nếu không dùng chữ ăn này thì chúng ta phải lập cả cái đoạn này. Je joue du piano, không muốn lập lại thì người ta thay bằng đại từ on. J'en joue 20 minutes par jour. Mỗi ngày tôi chơi 20 phút. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Động từ inviter là động từ VT. Chúng ta để đi ghép thẳng với một cái COD. Ông có mời thường xuyên các bạn bè tới nhà ông không? Très rarement, rất là hiếm khi. C'est très petit chez moi. Các anh chị coi cái cách hành văn nó rất là lạ, chúng ta làm quen, đọc đi đọc lại và dùng cái chữ này. Nhà tôi nhỏ lắm, mình không dùng cái, hay là cái phòng của tôi nhỏ lắm, hay là cái căn hộ của tôi nhỏ lắm. Người ta dùng cái kiểu này này. C'est très petit chez moi. Ở nhà tôi nhỏ lắm. Cái gì nhỏ? Tức là cái nhà của tôi. Mà đây là một cái cách nói. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Tôi không có mời bạn bè tới nhà tôi bởi vì nhà tôi nhỏ. Tôi thích là đi ra nhà hàng ăn hơn. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Ông cũng hay đi ra ngoài chơi buổi tối với các đồng nghiệp chứ? Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Không, không bao giờ tôi đi chơi tối với các đồng nghiệp của tôi. Tôi xin nhắc lại, động từ sortir này có ý nghĩa là đi chơi tối. Đi chơi tối là đi uống nước, đi ciné, đi chơi buổi tối, sortir. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant. Khi ông đi ra ngoài chơi tối thì ông luôn luôn thay đổi cái nhà hàng ăn, phải không? Động từ changer vị đờ. Chúng ta thay đổi cái gì? Thay đổi nhà, thay đổi chỗ, thay đổi áo, thay đổi một cái dụng cụ gì á. Đây là thay đổi cái tiệm ăn, thì chúng ta dùng changer đối với giới từ de. Non, pas toujours, không phải khi nào cũng đổi. Ça m'arrive quelquefois, thỉnh thoảng có xảy đến. Ça là cái chuyện mà thay đổi. Cái chuyện này thỉnh thoảng xảy đến cho tôi, tức là thỉnh thoảng thôi. Tôi xin đọc lại cái bài phỏng vấn này, và nếu sau này các anh chị cần nghe thì anh chị lại có cái nút loa ở đây để có thể nghe nhiều lần. Bonjour monsieur, c'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Vous pouvez répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais du tennis. Vous en faites souvent? J'en fais parfois le dimanche. Quand il fait beau, est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui, je fais du piano. Vous en faites souvent? Oui, je joue tous les jours. Vous jouez du piano combien de temps par jour? J'en joue 20 minutes par jour. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Très rarement. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant? Non,
pas toujours, ça m'arrive quelquefois. Sau đây là một số các cái câu hỏi. Câu hỏi này cũng có cái phần nghe. Các anh chị ấn vào cái nút loa này thì sẽ nghe các cái câu hỏi. Quand est-ce qu'il fait du sport? Quand là khi nào, ghép với est-ce thì phía đằng sau không cần đảo ngữ. Chúng ta biết đây là một cái từ nghi vấn. Khi đặt một cái từ nghi vấn ở đầu câu thì phía sau này động từ và chủ ngữ phải đảo chỗ cho nhau. Người ta gọi là đảo ngữ. Nhưng mà khi chúng ta thêm cái cấu trúc est-ce vào thì mọi chuyện trở nên bình thường. Quand est-ce qu'il fait du sport? Khi nào ông ta chơi thể thao? Est-ce qu'il fait souvent du sport? Ông ta có chơi thể thao thường xuyên không? Est-ce qu'il joue de la musique? Ông ta có chơi âm nhạc không? Est-ce qu'il sort avec ses collègues? Ông ta có đi ra ngoài chơi tối với các đồng nghiệp được không? Để trả lời các câu hỏi này, chúng ta để ý một điều là trong cái bài đọc thì cái người mà trả lời phỏng vấn họ xưng ngôi thứ nhất là tôi. Ở đây người ta lại hỏi là ông ấy thì chúng ta phải dùng ngôi thứ ba số ít. Quand est-ce qu'il fait du sport? Khi nào thì ông ta chơi thể thao? Thì chúng ta trả lời là ông ta chơi thể thao khi trời đẹp. Đây là người ta, cái ông này trả lời trực tiếp thì ông nói là tôi chơi thể thao khi trời đẹp. Thì mình trả lời là il fait du sport quand il fait beau. Il này là ông trời, là thời tiết. Còn il này là cái ông Claude này. Il fait du sport quand il fait beau. Câu hỏi thứ hai. Est-ce qu'il fait souvent du sport? Ông ta có chơi thể thao thường xuyên không? Chúng ta thấy cái câu ông ta trả lời phỏng vấn. Ông tôi thỉnh thoảng chơi thể thao vào ngày Chủ nhật khi trời đẹp, thỉnh thoảng thôi. J'en fais parfois. Như vậy mình trả lời là non. Il en fait parfois. Ông ta thỉnh thoảng. Il en fait. Il en fait. Chúng ta thay bằng ký tự T. Il en fait parfois. Câu hỏi thứ ba. Est-ce qu'il joue de la musique? Ông ta có chơi âm nhạc không? Ở đây ông ta trả lời là có, tôi chơi đàn dương cầm. Oui, il fait du piano. Ở đây người ta trả lời trực tiếp, người ta nói là tôi thì mình phải trả lời là ông ta. Il fait du piano. Câu hỏi số 4. Est-ce qu'il sort avec ses collègues? Ông ta có hay đi ra ngoài chơi tối với đồng nghiệp không? Ở trên này ông ta trả lời là không bao giờ. Je, non, il ne sort jamais avec ses collègues. Il, il, ne sort, chúng ta đổi thành T. Il ne sort jamais avec ses collègues. Và cái bài tập cuối, vrai ou faux, đúng hay sai? C'est une enquête sur les habitudes et les loisirs. Đây là một cái bài điều tra về các cái thói quen, về các cái thú giải trí, thú vui tiêu khiển. Vrai ou faux, c'est vrai. Claude ne fait pas de sport. Ông Claude không chơi thể thao. Ở trong bài chúng ta thấy ông ta chơi tennis vào các ngày sáng chủ nhật khi trời đẹp. Như vậy cái thông tin này là sai, c'est faux. Claude n'invite pas souvent des amis chez lui. Ông ta không thường xuyên mời các bạn bè tới nhà ông ta. Ở trong kia ông ta nói là không bao giờ tôi mời bạn bè hết bởi vì nhà tôi rộng, nhà tôi chật quá. Như vậy cái thông tin này là đúng, c'est vrai. Và câu cuối, Claude ne sort jamais avec ses collègues. Anh Claude không bao giờ đi chơi tối với các đồng nghiệp. Đây là một thông tin đúng. Bởi ông ta đã nói non, je ne sors jamais avec mes collègues. Đây là một thông tin đúng, c'est vrai. Thưa các anh chị, đây là một cái bài có ở trong cái trang podcast Français Facile và tôi vừa hướng dẫn cái cách tìm cái bài này. Thì xin các anh chị nếu mà có thời giờ chịu khó nghe đi nghe lại, và trong khi nghe đi nghe lại vậy chúng ta cũng có thể tập đọc theo. Ở đây tôi chỉ có thể có thời gian tôi giúp cho các anh chị để giải thích và tôi đọc một lần trước và một lần sau thôi. Xin các anh chị cố gắng để có cái thói quen đọc và nghe. Xin chào tất cả mọi người.